Xin chào các bạn đã đến với Slop Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm tựa game Shrouded. Mình biết là tựa game này đã ra được khá là lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình mới được trải nghiệm. Vì vài vấn đề cá nhân nên mình không thể clip về game này sớm hơn. Mình đã chơi một chút từ hôm qua, mình có quay một chút nhưng mà nó không suôn sẻ gì lắm, nên hôm nay mình sẽ chơi lại, sẽ chơi chế độ là medium, trung bình thôi. Hôm qua mình toàn hàng mát. Sẵn đây mình nói luôn, thực sự là mình chưa chơi game này lần nào. Mình chỉ có trải nghiệm tới cái lúc mà có cái máy bí ẩn gì đó, mystery gì đấy ấy thôi. Rồi mình sẽ analyze vài thứ. Rồi mình nghĩ analyze cục đá đi. Sẵn đây mình nói luôn, mình chưa có chơi nhiều về game này. Thứ nhất, thứ hai là mình cũng chưa có tìm hiểu về cái game này trên YouTube nhiều. Thực sự là bây giờ là trải nghiệm đầu tiên luôn. Nghĩ lúc đầu mình nên tìm một cây búa. Rồi, đã có một cây búa. Find some food. Looks like that little red thing's itching for a fight. Thế mình hồi qua mình chơi một chút xíu là mấy cái tên này rất hung dữ đây. Đây, đụng là nó sẽ đánh liền. Ây dồi ôi. Kiến. Wow, look at the size of that ant. Honestly, I'm just glad it's not big enough to squish. Đi khám phá ấp ta. Để mình lụm thêm để craft cái vũ khí rồi đó. Lụm chưa? Đủ rồi. Này, cái máy bí ẩn hồi qua mình thấy đây. Khởi động nó nào. Đâu rồi? Phóng lúc nào ta? Thô R. Thật là tuyệt. Đâu rồi, cái cây đâu rồi? Sao mất tiêu rồi ta? Hôm qua mình nhớ mình phóng là nó vẫn còn mà ta. Gì giờ trời? Tiền phóng cái mất luôn à? Ladybug coming through. Hay mình biết con Ladybug này rất là mạnh. Nó rất là trâu nữa. Mình nghĩ là nó là mạnh nhất trong game này á. Nhưng mà nó cực kỳ hiền. Nó sẽ không đánh mình trước trừ khi mình đánh nó trước. Mình có xem một người chỉ mình là gặp nhện thì cứ cưỡi con này mà đánh nhện cực kỳ tốt. Nhưng mà hiện giờ mình chưa muốn thử đâu. Cái tia này thì bị cái cây này chặn lại. Ê. Lượm mấy cover thì sẽ craft được quần áo. Còn nào analyze được nữa không ta? Có nhiều cái analyze được lắm. Nhưng mà mình không biết cái nào quan trọng nên analyze trước. Thôi mình sẽ analyze mấy cái lá hoặc là mấy cái gì trước. Nghĩ mấy cái đó quan trọng. Đấy, để làm mấy cái này. Giết hết, không chừa con nào cả. Chừa con kiến ra với Ladybird. Và hiện tại còn mình vẫn sẽ chừa chừa luôn con nhện tất nhiên rồi. Con gì đây? Wow. Nó đây vừa nhắc. Mận khốn. Ý. Chạy thôi, chạy thôi. Không ổn, nó dí heo ta. Hình quá. Đây nước đây. Nó dưới đây. Cẩn thận. Mình đang một làm mình nghĩ là được không ta? Liều luôn. Cười gì? Để uống nước, uống tí nước đi. Ô, hài dở. That was refreshing. Ôi cái theo cái cọng dây điện đâu ta? Cái cọng dây mấy cái con màu đỏ đỏ sẽ cắn cọng dây điện, mà cọng dây điện nó tìm ở đâu? Ơi à, cái cây của mình hồi nãy này. Giờ mới tìm được. Đây đúng rồi. Đây đây.
Rồi combat nào. Chưa gì hết cung. Con nữ giang hồ. Giang hồ này. Mình nên làm một cái đuốc. Một cây nữa. À mình đánh nó có mất stamina mà mình không biết. Một cái đuốc. Alright shadows. What you got now? Có con nhện nào không ta? Mình nghĩ là mới đầu game sẽ không có bắt mình combat với con nhện đâu. Không biết thịt bọn này ăn được không ta? Mình lấy cũng rất là nhiều á. Cứ lụm đi, analyze sao. Cái búa mình sẽ ra kiếm đá và để craft cái búa. Đây, cái búa. Game này có đồ họa cực kỳ đẹp. Không phải là đẹp theo kiểu thực tế mà đẹp theo cái kiểu phong cách đồ họa đó. Mình thích cái phong cách đồ họa. Chơi rất là mượt. Với mình nghĩ là cấu hình của mình là hình như là cao nhất hay sao đấy. Ultra hay gì thì là 2 thôi. Em biết thử coi. Rồi, đầy đủ rồi, đi thôi. Mình trời chiều sắp tối hay sao ấy. Ok. Chuyện gì sẽ xảy ra nào? Phóng lớn ta ra. Tất nhiên là không rồi, game này nói về khu nhỏ mà. Vô dụng thì mình nghĩ trước khi điều tra về vụ nổ mình nghĩ là nên analyze gì đó chả biết. Dịch analyze thịt con này luôn. Không, mình nghĩ mình sẽ làm vụ tập thứ hai á, mình sẽ build một cái bay thật là ổn thỏa tí. Mình sẽ suy nghĩ build một cái bay đẹp đẹp tí. Chứ bây giờ thời gian mình chơi ít lắm. Nên hiện giờ ví dụ mình build nhanh thôi à, cũng sẽ không đẹp đâu. Điều tra vụ nổ ở cái cây. Cái cây to nãy nổ đâu rồi ta. Trên đường đi tới điều tra cái cây mình kiếm đồ ăn luôn. À, cái chui spot nữa phải không ta? Đúng rồi, cái chui spot. Ây cợt chết. Mình lỡ đạp đi. Mình nghĩ là sẽ là đồ ăn. Ơ, mình đang chơi trên... Ê, nhện. Wow. À, mấy con nhện này chết rồi. What the fuck? Chưa chết. Shit, hết hồn. Oh, holy shit. Holy shit. Mình cứ nghĩ là chết chứ. Mình thấy mấy con kiến. Cứ nghĩ là hai tụi nó chết rồi. Mình thấy con kiến lại tấn công đó. Oh, hồi nãy là mình sợ thực sự luôn. Hết hồn thực sự luôn á. Mình không nghĩ là nó, mình không đề phòng cảnh giác được luôn đó. Mình nghĩ là nó chết rồi. Ôi. Người không thấy gì hết nhé, ta cũng không thấy gì hết. Cuộc sống mà tốt nhất là cho đi. Rồi, đừng làm gì ngu ngốc nha. Mày làm yêu được vào đây. Verbal transcription unit 87.9.5. Order number 1. Roll
robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is Verbal, and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping, and grilling. Grilling? À, cái tên nói cái con robot này nói y chang cái con robot trong Borderland. Cái giọng nó y chang luôn, mình quên rồi. Tên quên cái tên con robot trong Borderland rồi. Y chang luôn, cách nói chuyện y chang luôn. Mình nghĩ là nó. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. Có nút nào bấm được thì bấm nhé. Ôi, mình không mình thế. Âm thanh hành động thế, có gì không ta? Hey robot đây. We'll get this taken care of. Hello. Every check is being started. There's still much more to do and more mystery to uncover. Continue to explore, build space, take on. À, mình nghĩ là game này Early Access chưa có cốt truyện nhiều, nên chỉ được có nhiều tới đây thôi. Đó. Rồi, đến đây là đoạn kết của video rồi. Nếu các bạn cảm thấy video này giải trí cho các bạn, like và subscribe, đăng ký kênh, nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.